Tại sao lịch vaccine đóng vai trò quan trọng trong quá trình chăn nuôi? Bởi vì trong quá trình chăn nuôi lợn thì một số bệnh có thể lây trực tiếp sang con người, làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của vật nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và làm cái giá trị thực phẩm nó bị thấp xuống. Và người chăn nuôi kéo theo vấn đề đó thì cái giá trị và cái nguồn chi phí lợi nhuận nó sẽ không được cân bằng và làm cho bà con chăn nuôi lạc trong quá trình chăn nuôi. Thì quy trình lịch vaccine giúp vật nuôi giữ được đầu con, phòng bệnh, ngăn chặn quá trình vật nuôi lây từ động vật, một số bệnh lây từ động vật sang con người và một số bệnh lây từ người sang động vật. Thì ngăn chặn quá trình này thì chúng ta đưa cho cái quy trình lịch vaccine phòng bệnh để vi khuẩn, virus không thể ngăn xâm nhập và gây bệnh trên vật nuôi. Với khi chúng ta xuất bán một số nguồn thực phẩm thì trong cái mầm bệnh của cơ thể có những cái mầm bệnh do vi khuẩn, virus gây hại, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể con người. Và đặc biệt là ở trong nguồn nước, nguồn đất có thể chứa những cái mầm bệnh nấm, khuẩn, liên cầu, tụ cầu. Hiện nay với một số những cái bệnh liên quan đến lợn và sang con người là bệnh tụ huyết trùng, mà bệnh E. coli là bệnh liên cầu khuẩn, nó làm ảnh hưởng và làm suy giảm hệ miễn dịch của vật nuôi và con người. Quy trình vaccine thì hiện nay Huyền đang chia sẻ và kết nối với chị anh em và các bác sĩ thú y là chúng ta hãy đưa ra quy trình để vaccine để giúp cho vật nuôi chúng ta khỏe mạnh, nâng cao hệ miễn dịch và từ đó phòng bệnh cho con người và cộng đồng của chúng ta. Môi trường sạch sẽ này, nguồn đất, nguồn nước được bảo vệ và vì sức khỏe cộng đồng chúng ta cần phải có những kiến thức về chăn nuôi hiệu quả kinh tế. Anh chị em thấy video nào hay chia sẻ hoặc bình luận bên dưới những kiến thức chăn nuôi hay để chúng ta có thể chia sẻ kết nối. Thank you.